Đây là cảnh báo của dư luận trước chiến dịch của nhiều trang mạng xã hội đen, nổi lên là BBC News tiếng Việt, RFA, VOA, Thời báo.de, lợi dụng cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 ở Campuchia để xuyên tạc bôi đen quan hệ Việt Nam-Campuchia. Trước cuộc bầu cử này, họ đóng vai trò ra cắt dự, dung cây dọa khỉ rằng sẽ có nội chiến ở xứ Chùa Vàng, nội các mới ở Campuchia sẽ ngả về Mỹ, thân Trung Quốc xa lánh Việt Nam. Thậm chí, trang Thời báo.de dùng mánh khóe châm chọc mối quan hệ Việt Nam-Campuchia với luận điệu kiểu khi ông Hulmanet nắm quyền thì Việt Nam sẽ phải chiều lòng Campuchia những gì mới có thể lôi kéo được Campuchia về phía mình. Có 3 vấn đề mà bài viết này liệt kê là vướng mắc lớn ảnh hưởng tới quan hệ Việt Nam-Campuchia: vấn đề cắm mốc biên giới, vấn đề cuộc chiến năm 1979, vấn đề người Việt Nam cư trú làm ăn sinh sống ở Campuchia. Cây viết Hoàng Thanh Minh cho rằng, việc tung ra các luận điệu này là trò kích động, châm lửa, chia rẽ quan hệ hai nước. Thực tế, cả 3 vấn đề nêu trên đều có lịch sử sâu xa của nó, không thể nhìn nhận phiến diện. Về cuộc chiến năm 1979, luôn bị thành phần chống Việt Nam xem là sự xâm lược của Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay sau hơn 1/3 thế kỷ, các tổ chức quốc tế và dư luận thế giới đã nhận đúng bản chất diệt chủng man rợ thời hiện đại của Campuchia. Thấy được tính chính nghĩa của Việt Nam, nhất là tòa án quốc tế đã xét xử bọn Khmer Đỏ, bọn trùm sỏ chế độ diệt chủng đã phải cúi đầu nhận tội. Người dân yêu nước chân chính ở Campuchia đã đặt tên cho quân tình nguyện Việt Nam là đội quân nhà Phật, được Đức Phật thả xuống cứu người dân vô tội thoát khỏi họa diệt chủng. Tượng đài ghi công và tưởng niệm bộ đội Việt Nam trên đất Campuchia là minh chứng cho tình hữu nghị được vun đắp bằng xương máu vô giá biết nhường nào. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng để hồi sinh, Thủ tướng Hun Sen đã cho ra mắt phim tư liệu phản ánh về những ngày đen tối nhất của Campuchia và con đường cứu nước của ông. Cũng nhân dịp này, hai bên Việt Nam-Campuchia đã cho mở tuyến đường lịch sử mà ông Hun Sen từ đất mẹ sang cầu cứu Việt Nam, rồi từ Việt Nam trở về giải phóng đất mẹ. Đấy là những nhân chứng sống phủ quyết luận điểm cho rằng Việt Nam xâm lược và chiếm đóng Campuchia. Về vấn đề biên giới giữa hai nước, cơ bản đến nay đã thống nhất được nguyên tắc chung và xác định cương giới giữa hai nước. Quá trình đàm phán để xác định vị trí cắm mốc, tiến hành cắm mốc phải được làm hết sức cẩn trọng, vì không chỉ căn cứ vào các điều kiện cư dân mỗi nước đang làm ăn sinh sống, mà còn phải dựa vào các dữ liệu lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán riêng có của mỗi nước. Khi cột mốc đã được cắm, thì từng cột mốc đều phải mang giá trị thiêng liêng, chủ quyền quốc gia của từng nước. Mốc giới đường biên giữa Việt Nam và các nước láng giềng phải là mốc giới hòa bình hữu nghị. Có điều mà các trang mạng đen không nhận thức đầy đủ là dù chính quyền nào, dù cá nhân nào cầm quyền ở Campuchia thì cũng không thể đảo ngược được tình thế, không thể đổi trắng thay đen lịch sử. Campuchia muốn giữ được ổn định hòa bình để phát triển thì họ phải giữ được quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Còn vấn đề người Việt Nam hiện đang sinh sống làm ăn trên đất Campuchia, y nói một bộ phận dân cư di cư tự do chưa được nước sở tại cấp phép định cư hợp pháp, thì các cơ quan ngoại giao nhà nước sẽ phải có nhiều diễn đàn thương thuyết mới có thể tháo gỡ. Công tác bảo hộ người Việt Nam tại Campuchia chắc chắn luôn là mối quan tâm của nhà nước Việt Nam. Trong khi chờ đợi, khuyến nghị bà con người Việt đang làm ăn sinh sống trên đất Campuchia phải chấp hành luật pháp nước sở tại, kiến nghị thủ tướng và nội các sắp ra mắt ở Campuchia cần chỉ đạo các cấp chính quyền ở Campuchia quan tâm tới việc tuyên truyền có cơ chế bảo vệ người Việt đang sinh sống trên đất bạn. Mới đây, nhân cuộc điện đàm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Hun Sen, ông Hun Sen đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, luôn dành sự ủng hộ giúp đỡ to lớn đối với Campuchia từ trước tới nay. Ông cũng khẳng định rằng các nhà lãnh đạo của Campuchia ở nhiệm kỳ mới với sự đứng đầu của Đại tướng Hulmanet sẽ tiếp tục giữ gìn, vun đắp mối quan hệ truyền thống giữa hai nước ngày càng phát triển. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng dù có ai đó thế lực nào đó chọc gậy bánh xe chính trị thì cũng chẳng thể đảo ngược xu thế hợp tác toàn diện hòa bình hữu nghị bình đẳng cùng có lợi của hai nước Việt Nam và Campuchia.